Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn đây là một chiếc Mercedes-Benz GLC 250 Formatic. Chiếc xe sản xuất là 2018 có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Hiện đang có mặt tại cửa hàng là Auto 139. Địa chỉ đơn vị là 139 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng sẽ không đầm va, không ngập nước, bao trách test mọi lời trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Xe là một chủ từ mới có ngoại thất màu trắng này anh chị có thể thấy. Những cái chi tiết đường led của nó thì rất là hoàn hảo. Xe đăng ký là biển Hà Nội rồi. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Cũng như 2% lệ phí trước bạn với chiếc xe sản xuất 2018 này thì nó đã sử dụng hộp số tự động là 9 cấp 9 tronic cùng với rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn như hệ thống cảm biến cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng cũng như hệ thống đèn chiếu sáng thông minh hỗ trợ đỗ xe chủ động tích hợp mà dò tìm không gian đỗ xe hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử Phanh khẩn cấp cùng rất nhiều tiện ích để anh chị bạn trải nghiệm đầy đủ hơn. Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử anh chị ạ. Với những chi tiết như cảm biến, các mắt cảm biến của chiếc xe nó vẫn còn đẹp như này anh chị này. Rồi là những cái phần nốp láp, mâm hộp kim, đa chấu. Nốp láp còn rất dày và mới anh chị ạ xe thì một chủ sử dụng từ đầu lên nó vẫn, vẫn cái độ giữ hoàn hảo của chiếc xe nó vẫn là cao hơn cẩn thận hơn đấy, anh chị có thể đấy. chi tiết như là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ cái gáo gương đã được ba chủ bác ốp để chống xước và bảo vệ phần gáo gương và dọc thân xe đây thì xe cũng có trang bị hệ thống mở cửa thông minh những chi tiết sơn si rồi là những phần đuôi xe hệ thống tạo hình với hệ thống bóng đèn led có trang bị lipo với ống xả thể thao hai bên như chi tiết cảm biến cam lùi đầy đủ chi tiết là để cho anh chị bạn thể thấy được là chất lượng của chiếc xe được ba chủ bác đi giữ gìn cẩn thận như thế nào cốp trang bị là hệ thống cốp điện anh chị ạ với không gian bên trong thì nhiều chi tiết ly lông ly lông của chiếc xe còn chưa bóc hết như là bác chủ cũng đã trang bị một bộ thảm trải sàn rồi anh chị mua về không cần phải nâng cấp gì cả chỉ việc sử dụng đi thôi Đấy, kéo chỉ đinh tán của chiếc xe thì các bác có thể tham quan. Mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản. Đồ nghề của chiếc xe thì vẫn còn nguyên đây, anh chị có thể thấy. Để em sẽ quay cái rõ hơn cho anh chị và các bạn những đồ nghề của chiếc xe để các bác có thể tham quan. Với những phiên bản này thì nó sẽ không có trang bị lốp sơ cua do nốt của chiếc xe là nốt run phát chống xịt thôi Những phiên bản gần đây thì Tuy vẫn là nốp chống xịt nhưng mà hãng đã trang bị thêm một cái nốp sơ cua để phòng là khi bị lổ bánh. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe với hệ thống ghế ngồi của chiếc xe trang bị là ghế da màu kem với những chi tiết ở cánh cửa thì nó sẽ có bọc da này ốp gỗ những phí bấm được bọc kim loại trông rất là sang trọng. Hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí âm thanh Bumester cho chất lượng âm thanh của chiếc xe nó sống động cũng như là cảm giác là âm thanh chất lượng nó sẽ tốt hơn. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi của chiếc xe chị có thể tham quan cùng em là chất lượng nó còn đẹp như nào với ba tựa đầu giảm chấn cũng như là có trang bị cửa cái phần cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa. Đấy, chi tiết không gian ngồi rất là rộng rãi và thoải mái với phần kính lái của chiếc xe đây chị có thể tham quan chi tiết rất đẹp và hoàn hảo từ những các phím bấm hệ thống nhớ ghế rồi hệ thống giải trí loa buông Bậc lên xuống của chiếc xe có đã được ốp lốc chống xước cái là đây là chất lượng của ghế lái chị có thể thấy này những phần má ghế của chiếc xe thì nó vẫn còn căng mọng, rồi bên uh, ghế phụ đây, Đấy, những điểm chi tiết rồi là phần uh, những phần tút bát trung tâm, rồi là hệ thống màn hình giải trí vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lợi chuyển số cũng như là hệ thống cần số sau vô lăng công nghệ trên mẫu xe mẹc thì nó luôn đứng đầu về những tính năng an toàn giúp cho người lái cũng như là đảm bảo an toàn cho khách hàng trên xe và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn có thể tham quan về khối động cơ của chiếc xe với khối động cơ của chiếc xe thì cho anh chị và các, các bạn <laughs> các cảm giác lái của chiếc xe thì cũng rất là tốt và với chiếc Mercedes-Benz GLC 250 Formatic 2018 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 390 triệu còn thương lượng hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe Thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe thì bác có thể liên hệ theo xuyến đoạn trên màn hình. Ta cùng trao đổi và nhận được cái giá tốt nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.